Chào mừng các anh em trở lại với kênh của King Marketing. Thì ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về SMS Marketing. Thì khi mà anh em search cái từ khóa SMS Marketing ở trên Google thì có anh em có thể thấy được những cái giải pháp SMS Marketing rất là nhiều ha. Thì đầu tiên là mình sẽ review về sơ qua những cái giải pháp đầu tiên mà mình trên đây mình có thể thấy. Thì ở đây có thể thấy nổi bật nhất là một số cái quảng cáo về SMS của marketing của eSMS. Thì thông thường là các dịch vụ SMS này á, nó sẽ kết nối và đăng ký một gói dịch vụ đối với nhà mạng ha, và nó sẽ gửi tin nhắn, nó sẽ thu phí của người dùng với một cái mức giá cố định và nó sẽ bán lại cho bên nhà mạng. Rồi, thì trước đây mình cũng đã từng liên hệ với một số đơn vị như eSMS hay là Vietguide để mình triển khai một cái chiến dịch marketing bất động sản ha. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà các bạn xài để marketing bất động sản thì các bạn phải sử dụng là SNS brand name, nghĩa là các bạn phải có định danh, phải có pháp nhân doanh nghiệp này kia các thứ thì các bạn mới gửi được SNS brand name ha. Đó riêng đối với lĩnh vực bất động sản ha. Đó, và cái chi phí cho một cái SMS thì nó cũng khá là cao, khoảng 500 đồng một cái SMS. Đó, thì cái giải pháp này thì khá là bất cập và mình tạm thời mình bỏ qua cái giải pháp này. Rồi, ngoài ra thì nó còn có một số cái phần mềm SMS marketing vân vân. Đó, nhưng mà một số cái phần mềm này mình cũng thấy giá nó khá là cao. Giá nó khá là cao và nó không phù hợp với các bạn nào mà mới làm sale bất động sản ha. Thì mình cũng bỏ qua luôn. Và mình đã tìm ra được một cái phần mềm khá là ok, khá là hay. Đó chính là phần mềm SMS Pro của iClick. Đây, thì đây là một cái giải pháp rất là tuyệt vời dành cho chúng ta. Và chi phí sử dụng của nó thì cũng chỉ có 100.000 đồng mỗi tháng thôi. Rất là tuyệt vời ha. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí trong vòng 3 ngày. Đó, dùng thử được 3 ngày luôn, miễn phí. Thì các bạn có thể tải về và dùng ha. Thì để sử dụng được cái phần mềm này thì các bạn cần những gì? Thứ nhất là các bạn cần cho mình 3 cái SIM. Một SIM Vina, một SIM Viettel và một SIM Mobifone. Thứ hai là các bạn cũng phải cần một cái điện thoại Android để chúng ta có thể sử dụng cái app gửi tin nhắn tự động trên Android ha. Tại vì Android nó không có bảo mật như điện thoại iPhone nên chúng ta xâm nhập và gửi những cái tin nhắn tự động rất là dễ. Đó. Chúng ta thao tác rất là đơn giản. Rồi, thì để sử dụng thì chúng ta sẽ tải phần mềm SMS Pro về trên máy tính và sau đó thì các bạn hãy tải cái ứng dụng SMS Pro trên Android về. Thì cái SMS Pro trên Android là nó là một cái file APK. Các bạn có thể truyền file vào trong Zalo để các bạn có thể cài đặt nó trên điện thoại ha. Các bạn truyền file vào Zalo trên điện thoại rồi sau đó các bạn dùng Zalo các bạn tải về là được. Đó. Thì cái nguyên lý hoạt động là sao? Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái gói tin nhắn miễn phí của từng cái nhà mạng á, để chúng ta gửi nội mạng trước. Đó. Thì đồng nghĩa với cái việc là các bạn cũng phải lọc nhà mạng ha. Thì ở đây mình sẽ có một cái file gọi là cái file lọc nhà mạng. Đó, nếu các bạn danh sách data của các bạn á nó có quá nhiều nhà mạng và tràn lan thì mình không biết số nào nó thuộc nhà mạng nào, thì ở đây nó sẽ có một cái file lọc theo số điện thoại nhà mạng. Ở đây mình đã có sẵn một số cái hàm ha, để nó phân biệt theo nhà mạng cho mình sẵn luôn. Thì các bạn chỉ việc nhập số điện thoại và nhập cái họ và tên đây thì nó sẽ định danh cho mình là nó định dạng cho mình là Viettel Mobi ha. Và sau đó thí dụ mà các bạn muốn lọc ra chỉ hiển thị số điện thoại của Mobifone thôi thì các bạn chỉ việc là tắt hết và chọn Mobifone thôi. Ok.
thì nó sẽ chỉ hiển mobifone cho chúng ta thôi. Đó, được chưa? Đó, thì đây là cách giúp cho chúng ta gửi tin nhắn đổi mạng mobifone một cách rẻ. Thì với giá này thì các bạn chỉ có thể tốn 30 đồng cho một tin nhắn, 10 đồng đến 30 đồng cho một tin nhắn thôi. Rồi, thì bên đây sẽ là, ở trên màn hình sẽ là các cú pháp, các gói nhà mạng để cho chúng ta có thể đăng ký SMS nội mạng miễn phí. Đó, hãy soạn tin nhắn và gửi tới cái số trên phía trên là các bạn có thể bạn gửi được SMS miễn phí rồi. Đó, thì đây là cái cách mà chúng ta lọc nhà mạng ha. Sau khi lọc mạng xong thì các bạn phải save nó ra một cái file Excel riêng. Và chúng ta có thể là xem tiếp cái phần dưới đây để chúng ta biết cách sử dụng. Thì sau khi mà các bạn cài xong cái SMS Pro rồi á, thì các bạn hãy tạo một cái tài khoản iClick để các bạn có thể sử dụng phần mềm ha. Rồi, thì sau đó thì các bạn hãy khai báo nhân viên gửi tin nhắn bằng cách là click vào nút khai báo gửi nhân viên gửi tin nhắn. Sau đó các bạn hãy tạo một cái tài khoản nhân viên. Đó, tạo ra tên mật khẩu và tên đăng nhập, tên nhân viên và địa chỉ email. Rồi nhập số điện thoại luôn. Sau đó các bạn bấm thêm. Thì đây sẽ là cái tài khoản mà bạn sẽ đăng nhập vào cái ứng dụng trên Android của mình. Sau khi mà có tên rồi thì chúng ta chỉ việc đăng nhập vô. Sau khi có tài khoản rồi thì chúng ta sẽ đăng nhập vô ha. Rồi, ở đây thì các bạn hãy bấm sửa ngay để các bạn có thể cấp quyền gửi tin nhắn cho cái phần mềm này. Đó, thì nó sẽ cần một số quyền như trên màn hình để chúng ta có thể gửi được tin nhắn. Rồi, các bạn vào được tới đây là xong rồi. Thì bây giờ chúng ta quay lại phần mềm ở trên máy tính để chúng ta có thể triển khai. Thì đầu tiên là các bạn hãy tạo ra một cái chiến dịch mới bằng cách là chúng ta bấm vào cái phần là thống kê chiến dịch và thêm một chiến dịch mới. Chúng ta hãy nhập tên chiến dịch và nhập nội dung mà chúng ta, tin nhắn mà chúng ta muốn gửi vào. Rồi, thì ở đây sau cái phần mà đô la thì nó sẽ là một cái nội dung mà chúng ta spin. Nghĩa là nó sẽ cách nhau mỗi tin nhắn và nó sẽ trộn cái câu chào của chúng ta. Ví dụ tin nhắn số 1 là sẽ xin chào và tin nhắn số 2 nó sẽ là hi, tin nhắn số 3 nó sẽ là hello. Để cho tin nhắn của chúng ta nó sẽ không bị trùng lặp. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có cái mục đô la, tên đô la xưng hô, để chúng ta gắn cái cột tên và gắn cái cột xưng hô vào. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ thêm số điện thoại ha, thêm danh sách số điện thoại. Nếu các bạn nào muốn thêm một số điện thoại thì các bạn hãy bấm thêm số điện thoại. Còn nếu mà chúng ta muốn thêm nhiều thì chúng ta phải click thêm nhiều. Đó. Ở đây thì mình sẽ thêm một số điện thoại và cái SIM. Và cái SIM thì mình sẽ là để là SIM số 0, nghĩa là cái SIM mặc định, hoặc là SIM số 1 hoặc là SIM số 2. Rồi, ở cái ô nội dung gửi sẽ là cái nội dung mà tin nhắn mà chúng ta sẽ gửi tới khách hàng. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng cái tin nhắn từ chiến dịch hồi nãy thì chúng ta bỏ trống. Sau khi soạn xong rồi thì chúng ta chỉ việc quay lại cái app và chúng ta nhấp đồng bộ lại thì cái chiến dịch của chúng ta nó sẽ hiển thị ở cái trên cái app mobile. Đó, thì bạn có thể vô cái app bạn xem được cái nội dung mà chúng ta gửi. Đó, thì các bạn có thể thêm nhiều cái số một cách thủ công như thế này. Còn sẽ có một cái cách khác là chúng ta sẽ thêm nhiều bằng cách là chúng ta sẽ thêm từ cái file Excel của chúng ta. Rồi, thì để thêm nhiều thì chúng ta chỉ việc chọn cái file Excel của mình lên và nó sẽ load ra cho chúng ta hết những cái cột trong file Excel của bạn. Sau đó thì bạn hãy gán theo đúng thứ tự những cái nội dung của từng cái cột. Ví dụ như là ở cái ô số điện thoại thì bạn hãy gán số điện thoại lên. Những cái ô tên thuê bao thì bạn hãy bấm vô cái tên thuê bao ha. Đó, gán cho nó đúng vào. Đó.
Ngoài ra ở cái đô la data 1 á, thì các bạn có thể chọn cái cột nào mà bạn muốn gán vô cái phần data 1 hoặc là data 2. Tiếp theo thì bạn hãy lên lịch gửi, lên lịch gửi và bấm lên giờ gửi cho tất cả những cái số điện thoại mà bạn đã thêm vào. Ví dụ bây giờ hiện tại là 4 giờ 14 phút thì các bạn hãy lên lịch vào 4 giờ 19 phút chẳng hạn. Rồi, và cái thời gian cách nhau ngẫu nhiên là từ 60 đến 120 giây thì các bạn có thể tùy chỉnh để cho nó giãn cách ra. Sau đó thì các bạn chỉ việc là bấm nút lên giờ gửi thôi. Sau khi bạn gán hết thời gian gửi rồi, các bạn sẽ lên lịch gửi và các bạn nhớ quay lại điện thoại để bấm đồng bộ. Rồi, vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn một cách mà các bạn có thể tự SMS marketing một cách tiết kiệm nhất và giá rẻ nhất. Thì nếu các bạn thấy video bổ ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh của Kim Martin. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.